Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ReviewS. Và trong video này chúng sẽ cùng nhau unbox mini PC. Và điểm đặc biệt là cái PC này nó chỉ bé như USB mà thôi. Mình chờ cái này nó là khoảng tầm một tuần gì đó, hơn một tuần. Mình cực kỳ háo hức luôn đấy các bạn. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp luôn nó nhá. Và mình là Công, tới từ ReviewOS. Rồi, còn nguyên này. Đó, nguyên đai nguyên kiện nha. Cho phép thu COD, có nghĩa là các bạn đến nơi mới trả tiền thì người ta vừa giao hàng mình mới trả tiền luôn, nên là bạn nào mua có thể yên tâm. Phần link thì mình sẽ để ở mô tả cho anh em luôn, giá cả cũng nằm ở dưới đó nhá. Bóc nó ra xem nào. Hồi hộp quá anh em ạ, không biết là con mini PC của mình trông nó sẽ thế nào. À đây rồi, hàng ở bên trong luôn này. Cái này mình nhìn được chữ Pocket PC đầu tiên. Pocket PC. Đấy. Intel Inside eMMC Flash, tức là bộ nhớ eMMC ở bên trong. Còn thông tin gì nữa không? Đằng sau này thì các bạn sẽ có CPU này. Thì cái phiên bản mà mình mua là bản Cherry Atom Z8350. Đây là bản mình mua nhá. RAM sẽ là 4GB, bộ nhớ ROM là 64GB. Model của con này là W5 Pro. Rồi, đấy, như vậy là quá đủ thông tin rồi, chúng ta bóc ra thôi. Con này không có seal gì cả các bạn ạ, nên là khi mua về thì nhớ là quay video mở hộp giống như mình cho an toàn. À đây đây đây, úi dồi, PC của chúng ta đây các bạn ơi. Úi dồi ôi, được không anh em? Nói là bé như cái USB thì hơi quá đáng. Cái này nó rơi vào bằng cỡ khoảng 1, 2 cái USB. Nhưng mà mình nghĩ là một cái mini PC thì như thế này là cũng khá là nhỏ rồi. Nó hơi to hơn một chút so với những gì mà mình tưởng tượng lúc mà mình xem ở trên web. Nhưng mà rồi không sao, có quạt nhá. Bản này có quạt nên là mình mới lấy. Tiếp tục ở dưới đi. Con này sẽ dùng một bộ nguồn riêng anh em ạ. Có chân cắm này, để bạn nào mà sử dụng chân cắm kiểu tròn dẹt gì cũng có thể cắm được. Và mình thấy đây là một điểm cộng cho cái phiên bản này. Sorry các bạn là mình nhầm một chút nhá. Chúng ta chỉ có duy nhất chân cắm loại này thôi, sẽ không có chân cắm dẹt, chỉ có chân cắm tròn. Nếu như bạn nào mà cần thì chúng ta sẽ mua thêm cổng chuyển. Và ở phía dưới cùng này thì sẽ là cổng HDMI nối dài, để các bạn có thể là cắm cái mini PC vào đây. Đó, sau đó cổng này các bạn cắm vào màn hình. Thì mình thấy cũng khá là tiện cho những cái màn hình nào mà không thể cắm trực tiếp cái mini PC này vào. Rồi, như vậy là phần mở hộp của chúng ta đã hết, chỉ có từng này linh kiện thôi. Và mình sẽ quay trở lại mini PC. Cảm giác những cái đồ này làm cho mình rất là hài lòng. À, nguồn điện của chúng ta nhé. Output của con này nó sẽ là 5V 2A, tức là 10W. Ô tính ra cục nguồn có 10W thì các bạn có thể sử dụng mấy cái cục sạc điện thoại cũng được ấy. Vì cục sạc của iPad bây giờ cũng 10W, rồi là mấy cục ăn cơm nước của mình cũng đều 10W hết. Mình sẽ cho một vài đồ vật để các bạn nhìn được nó to thế nào. Thứ nhất là con tai nghe mới của JBL. Thứ hai là một cái điện thoại, mình sẽ để cho các bạn nhìn. Đó, anh em thấy không? Nó chỉ bằng khoảng 2/3 con Oppo Find X3 Pro thôi, chứ nó không dài bằng cả cái điện thoại. Các bạn có thể yên tâm là nó rất là nhỏ, và việc bỏ con này vào trong túi là rất dễ. Mình đang nghĩ đến việc là sử dụng cái này như là một cái ví điện tử, hoặc là nơi lưu trữ những cái thông tin quan trọng. Hoặc là các bạn mang theo cái con này trong những cái trường hợp chúng ta đi chơi, đi dã ngoại, chúng ta vẫn cần một cái máy tính để trình chiếu thứ gì đó, xem phim trước gì đây. Con này rất là ngon. Phía mặt sau sẽ là Model T5 này. CPU là Z8350, RAM 4, ROM 64. Đấy, dòng điện 5V 2A. Ở phía bên cạnh trái của chúng ta. Đâu rồi cạnh trái? Đây là cạnh trái của chúng ta này. Thì các bạn sẽ có cổng USB 3.0. Ôi, cái cổng này của mình bị lõm vào trong rồi các bạn. Đây này. Không biết là có cắm được USB không? Để mình thử luôn. Tại sao lại có cái cổng bị lõm thế này? À rồi, ok, vẫn cắm được nhá. Nhưng mà độ hoàn thiện thì không được ngon lắm. Chưa gì cổng USB của mình nó đã lõm vào trong. May là vẫn dùng được. Đây sẽ là cổng 2.0 các bạn này. Và đặc biệt trên con này chúng ta chỉ có 2 cổng USB thôi. Còn đây sẽ là cổng cấp nguồn của chúng ta, là cổng micro USB. Đây, mình cắm cho anh em xem luôn cổng micro. Đó, ok. Nút nguồn của chúng ta này. Và đây là mặt bên phải của chúng ta, thì đây sẽ là nơi để các bạn móc dây vào và treo như kiểu móc chìa khóa. Đấy, anh em có thể dùng nó làm phụ kiện đi ra ngoài đường, nhưng mà mình không khuyên bởi vì nhỡ mà nước rơi vào sẽ bị hỏng. Đây là nơi để các bạn cắm thẻ nhớ, mở rộng bộ nhớ cho cái con mini PC này. Và tất nhiên là các bạn nên sử dụng thẻ nhớ class 10 trở lên để tốc độ đọc ghi của nó cao. Tốc độ đọc ghi càng cao dùng càng sướng. Đây sẽ là khe hút và khe đẩy gió, nếu là mình không nhầm là như vậy. Hoặc cũng có thể đây hoàn toàn là hệ thống khe hút gió vào, bởi vì nó sẽ đẩy ra ở đây. Về cơ bản thì cái gió học của con này là mình chưa cắm vào nên mình chưa thể nắm chính xác được. Còn một cái lý do lớn nhất mà mình chọn mua cái phiên bản W5 Pro này thay vì những cái phiên bản khác ở trên Banggood. Thứ nhất là bởi vì mức giá của nó rẻ, theo như mình tham khảo chỉ khoảng tầm là 2,6 triệu. Thứ hai là con này là phiên bản có quạt hẳn hoi. Và thứ ba là với cái cấu hình của máy như thế này thì mình thấy cũng đủ cho việc làm văn phòng rồi. Ok, và mình sẽ cắm nó vào máy luôn để chúng ta test nhá.
Việc cắm vào máy tính thì khá là dễ. Và bây giờ thì mình đang thiết lập những bước cơ bản. Khi mà các bạn cắm vào máy, chúng ta có sẵn Windows 10 luôn nhá. Đây, không cần phải cài gì cả, cắm là chạy thôi. Và mình sẽ thiết lập một chút để chúng ta có thể vào được giao diện bên trong. Màn hình mà mình đang sử dụng này là màn hình LG 25 inch và độ phân giải sẽ là Full HD cộng nhá. Vào đến trong phần Wi-Fi thì mình thấy rằng là có hỗ trợ Wi-Fi luôn và sẽ có hỗ trợ Wi-Fi 5G các bạn nhá. Mình tạm thời sẽ bấm vào đây bởi vì là mình chưa kết nối bàn phím thì không có gõ được. Nhưng mà các bạn lưu ý cho mình một chút là chúng ta chỉ có hai cổng USB thôi. Hiện tại mình đang dùng một cổng để cắm chuột rồi. Nếu như bạn nào định dùng con này thì chắc là chúng ta nên mua cái bộ bàn phím chuột mà nó chỉ có một USB, hoặc là các bạn mua bàn phím Bluetooth, chuột Bluetooth cắm thì sẽ tốt hơn. Đúng là cuộc sống như những trò đùa, đến bước này thì mình vẫn phải đi cắm dây cho bàn phím các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhập tên vào nhá. Rồi, và của mình hiện tại đã bật xong, chúng ta kiểm tra một chút xem có Bluetooth không nào. Rồi, ok, có Bluetooth luôn các bạn. Thì mình sẽ thêm Bluetooth cái bàn phím vào nhá, chứ mình không thích dùng dây lắm. Mặc dù là mình ngồi cách cái mini PC của mình đâu đó là khoảng tầm 30cm, nhưng mà mình vẫn nghe tiếng quạt của nó. Phải nói là con quạt này nhỏ nhưng mà có vẻ chạy khá là căng. Và để mình sờ xem có nóng không nào. Không, nó không nóng lắm đâu các bạn, nó ấm ấm thôi. Như kiểu là điện thoại của chúng ta lúc mà chơi game được khoảng tầm 20 phút ấy, thì cái con này nó cũng kiểu như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ vào thử trong trình duyệt S xem nào có ngon không. Ai là mượt phết nhở. Mở phát vào luôn. À, mình chưa có internet. Đây, để mình kết nối wifi. Theo như mình thấy thì cái này không có cái dâu wifi nào cả, nhưng mà thu wifi thì vẫn khá là ngon. Bởi vì là wifi 5G như các bạn biết ấy, là xuyên tường kém. Mình để cái wifi ở tận bên ngoài phòng, mà bây giờ mình đang ở trong phòng thế này, mình vẫn có thể là kết nối wifi được. Thì như vậy là con này thu wifi ngon. Rồi, quay trở lại lên YouTube cái ấy, xem nó có mượt không nào. Thực ra là video này thì mình sẽ chỉ test nhanh một chút cái mini PC này thôi. Còn mà để chi tiết thì mấy nữa làm việc ra sao thì mình sẽ gửi tới các bạn ở trong một video đánh giá riêng nhá. Video này là mở hộp bởi vì là mình háo hức quá nên là mình muốn là lấy luôn ra xem là mua về nó như thế nào, dùng nó có sướng không. Ồ, theo như mình thấy thì lúc mà mình gõ thế này này, cảm giác nó cũng hơi chậm chậm một chút, nó không phản hồi quá nhanh đâu. Có lúc mình mở cái này thì mượt thôi. Tắt manager để mình xem là bây giờ có bị quá tải không nào, mà tại sao lại chậm như vậy. Ui, đờ. Nhưng mà vẫn nhanh hơn nhiều so với cái lần mà mình đè Win 10 ra mình cài trên Raspberry Pi. Đây, 100% rồi các bạn ạ, CPU 100%. RAM của mình chiếm 2.9 x 3.9GB. Được cái là ổ cứng của chúng ta thì có vẻ như là đọc ghi nó mới chỉ lên 100 một tí thôi, nó lại tụt xuống rồi. Ở đây chúng ta sẽ có cái Intel là HD Graphics. Mình sẽ check luôn cho các bạn xem. Intel HD Graphics rồi, à đang update, bảo sao nó chậm thế mọi người ạ. Đây rồi, YouTube của mình đã load được. Bây giờ mình sẽ thử một cái rất đơn giản thôi, đó chính là mở full màn hình trên YouTube. Bởi vì cái này là một cái khi mà mình dùng Raspberry Pi, mình có test thử nó thì nó không thể nào nó chạy được. Và mình hy vọng là con chip của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Không biết là đang chạy tiến trình gì nhưng mà lúc nào cũng 100% CPU này. Đó, 100% luôn, full luôn. Có nhiều thứ đang chạy quá các bạn. À, Windows update. Trời ơi, nó đang update Windows, bảo sao nó chậm. Quá nhiều thứ. Rồi, có lẽ là mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà mình update xong cái đống này để cho nó mượt mà nhất, xem là hiệu năng của nó lúc mà mới sử dụng như thế nào nhá. Thực sự là mình đã chờ khá là lâu và nó vẫn chưa update xong. Nó update rất là nhiều luôn ấy, nên như các bạn nào mà lần đầu về giống mình thì các bạn cũng sẽ cần thời gian để chờ đợi. Vâng, còn rất là nhiều thứ. Thì tranh thủ chúng ta cùng nhau check qua một vài cái như thế này. Mình nghĩ các bạn sẽ quan tâm. Thứ nhất là về phiên bản Windows đang chạy thì chúng ta đang chạy là Windows 10 Pro và có bản quyền các bạn nhá. Một cái mini PC 2.6 triệu có bản quyền Win 10 Pro, ngon chưa? Ở trong này thì cấu hình như vừa rồi mình đọc thôi, Z8350 4GB. Cái quan trọng nhất là có bản quyền. Mình sẽ kiểm tra thêm một chút nữa để xem là chúng ta đang sử dụng độ phân giải màn hình là bao nhiêu. Hiện tại thì độ phân giải màn hình của mình được hỗ trợ là full cho cái màn hình này luôn, là 1920x1200, 32 bit và 59 hẹp. Ok đúng không các bạn? Với con mini PC thế này thì hy vọng là giúp các bạn được trong nhiều cái công việc văn phòng mang đi mang lại, hay những bạn nào chỉ cần một cái gì đó nhỏ gọn. Còn video đánh giá chi tiết của mình thì anh em đừng quên là hãy đợi nó ở trên review app nhé. Mình sẽ dùng thêm một thời gian nữa sau làm cái đánh giá chi tiết cho các bạn. Còn đây là video trên tay nhanh cũng như là mở hộp. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review S. Nếu như bạn nào quan tâm sản phẩm này thì mình sẽ để link ở phần mô tả của video cho anh em.